Cô là ai hả? Tại sao lại mặc y phục của Tư Mã Lương Đệ? Lát nữa cô đưa cái lược này tặng cho thái tử xem như lễ vật, nhưng mà cô phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được nhắc đến ta. Hồi bẩm điện hạ, khi nãy nô tỳ đi ngang qua một cung điện, bởi vì y phục trên người đều bị ướt hết, trong lúc cấp bách phát hiện ra có một y phục của nữ tử cho nên lấy mặc vào. Thật sự không biết đây là y phục của Tư Mã Lương Đệ, xin điện hạ thứ tội. Tại sao lại không cùng những cung nữ khác ngồi bính xe đi đến đây vậy? Và trước khi xuất phát, nô tỳ phát hiện lễ vật của mình không thấy đâu nữa, khẩn xin Trọc Công Công cho phép nô tỳ quay về tìm, cho nên không thể đuổi kịp bính xa. Cô có biết lai lịch của chiếc lược này không? Vào ngày ta và Tư Mã Lương Đệ thành hôn với nhau, nàng ấy đã sử dụng nó. Nửa còn lại của chiếc lược là chính tay ta đã bẻ gãy, bỏ vào trong bồi tán chung với nàng ấy. Hồi bẩm điện hạ, nô tỳ không tìm ra được lễ vật của mình. Nhìn thấy chiếc lược bị gãy, liền nghĩ đến tặng nó cho điện hạ. Thật ra là có ẩn ý trong đó. Có ẩn ý gì? Hiện giờ trái tim của điện hạ cũng giống như là chiếc lược bị gãy này, đã không thể hồi phục lại như trước. Phương pháp duy nhất trị khỏi vết thương này chính là thời gian. Chỉ có thời gian mới có thể trị khỏi vết thương tâm hồn. Hy vọng thái tử có thể sớm ngày vượt qua bi thương, phấn chấn trở lại. Thôi được, có lẽ là ý trời là vậy. Vậy chọn cô ấy đi. Hả? Vậy là cô ta được chọn rồi. Cô đã được chọn rồi. Sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Vậy là được chọn rồi hả? Cô ấy được chọn rồi. Hoàng hậu điện hạ, trước đây nô tỳ không biết thân phận thật sự của điện hạ, xin người lượng thứ, nô tỳ đã mạo muội. Từ ngay lần đầu tiên ta nhìn thấy con, ta đã cảm thấy bản thân có duyên phận rất vi diệu với lại tiểu nha đầu con. Thật không ngờ con lại thành con dâu của ta. Xem ra ông trời vẫn rất công bằng, không để con phải chịu khổ vô ích. Nô tỳ cũng rất bất ngờ lại được thái tử chọn trúng. Đây là phần phúc trong cuộc đời con, không ai có thể ngăn cản được. Nếu giờ con đã trở thành thái tử phi, con không cần thiết phải tự xưng mình là nô tỳ. Từ nay về sau, con phải học tập lễ nghi cung đình thật tốt. Không chỉ có bề ngoài, còn cả tâm hồn của con đều phải trở thành một người rất cao quý. Kiến thức của con nông cạn, khẩn xin hoàng hậu điện hạ chỉ dạy nhiều hơn. Con không cần thiết phải khách sáo với ta như vậy. Ta cũng biết, con mất mẹ từ nhỏ, cuộc sống của con phải khó khăn hơn những đứa trẻ bình thường khác. Sau này con sẽ như con gái của ta, bất luận con gặp phải chuyện gì, cứ việc nói thẳng với ta. Hoàng hậu điện hạ, đối với con mà nói, việc thấy buồn nhất không phải là chịu khổ trong bạo thất, mà là đứng nhìn bằng hữu bị ép đến mức phải chết mà không thể làm gì. Trước đây con nghĩ nếu như sau này có một ngày con có thể gặp được hoàng hậu điện hạ, con nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan vô cớ cho bằng hữu của con. Người con nói chính là Lý Nguyên Nhi. Hoàng hậu điện hạ, không lẽ người sớm đã biết hết rồi? Chuyện của nhảy lầu truyền khắp các nơi trong Vĩnh Hạn, sao ta có thể không biết được? Đúng là một đứa trẻ đáng thương, giống như cô của cổ, đều không thể thoát được độc thủ của Trương Tiệp Dư. Hoàng hậu điện hạ, vậy tại sao rõ ràng người đã biết được sự thật lại không cho người điều tra? Tuy rằng ta giữ chức hoàng hậu, nô tỳ trong Vĩnh Hạn đều ở dưới quyền cai quản của ta, nhưng mà nữ nhân hoàng thượng thấy yêu thích,
Dù cổ là yêu ma, ta không có bằng chứng, cũng không thể làm được gì. Vậy, cứ như vậy mà đứng nhìn một người bị hại chết oan uổng, lại không ngó ngàng gì đến sao? Nhỏ không nhịn tất loạn đại sự. Trong lúc con vẫn còn ở thế yếu, chỉ có tĩnh tâm nhẫn nhịn mới có cơ hội đánh bại kẻ địch của con. Đạo lý sinh tồn của hoàng hậu thật ra cũng chỉ có một chữ rất đơn giản, đó chính là nhịn. Thật ra mọi gian khổ chất chứa trong này, chỉ sau khi con trải qua nó rồi mới có thể hiểu. Con cũng biết hoàng hậu điện hạ rất vất vả, nhưng mà con vẫn không muốn từ bỏ. Thời gian lâu dần thì con sẽ biết được. Vĩnh Hạng thật ra là chiến trường giữa nữ nhân với nhau. Lúc đầu là ai đã hùng hồn đến đây cầu xin ta tặng cổ cho thái tử, nói rằng sau này có thể trở thành nữ nhân quan trọng nhất của thái tử. Bây giờ người quỳ ở trước mặt ta còn là nô tỳ to gan ngông cuồng đó nữa không? Phu nhân, nếu không tạ dân chính quân ma xua quỷ khiến, sao tìm được di vật của Tư Mã Lương đệ thu hút sự chú ý của thái tử? Nô tỳ nhất định sẽ không thua. Ngươi vẫn còn tự tin đến như vậy? Phu nhân, nô tỳ xin người giúp cho nô tỳ tiếp cận được thái tử. Nô tỳ nhất định sẽ trở thành con cờ có lợi nhất cho phu nhân. Không chịu thua. Tốt, ta rất thích. Nể tình con người ngươi cũng thông minh lanh lợi, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Thái tử phi có hài lòng về hôn lễ ngày hôm nay không? Bẩm hoàng hậu điện hạ, chính quân chỉ là một người nữ tử bình thường. Đây là hôn lễ long trọng nhất chính quân đã từng được thấy. Hung nô quấy rối biên cương, hoàng thượng đang dốc hết tâm sức giải quyết nguy cơ này, cho nên đêm nay không thể đến cung thái tử. Được cùng mẫu hậu và thái tử điện hạ tận hưởng niềm vui thiên luân như vậy, đối với chính quân mà nói đã là niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Mong con có thể trở thành thuốc tốt trị khỏi cho thái tử, giúp thái tử mau sớm thoát khỏi bệnh tương tư. Uống.
Kiều Lan, có nữ tử nào không mơ mộng, có nữ tử nào không khát khao có một cuộc hôn nhân tốt đẹp? Nhưng ta vào năm 20 tuổi, vào trong đêm tân hôn, lại bị xem như là chiêu lan tư mã lương đệ, nằm bên cạnh phu quân của ta. Từ đó về sau, bất luận là ta có cố gắng ra sao đi nữa, đều không thể làm tan chảy trái tim của ngài ấy, cũng không thể có được tình yêu của ngài. Phu nhân, người đã dậy chưa? Vào đây đi. Tại hạ là tham sự trong cung thái tử, tên là Doãn Hạ. Để có thể giúp phu nhân sớm ngày thích ứng cuộc sống trong cung thái tử, tôi phụng lệnh đến đây chỉ dẫn thái tử phi. Mong sau này người lượng thứ nhiều hơn. Doãn phu nhân, hai vị cung nhân đang ở bên cạnh tôi, sau này sẽ luôn đi theo hầu hạ bên cạnh phu nhân. Nếu phu nhân có căn dặn gì, xin phu nhân sai bảo mọi lúc. Trước tiên, mời người thay y phục. Khoan đã. Doãn phu nhân, có thể giúp ta đổi một số y phục đơn giản hơn không? Y phục của thái tử phi phải luôn cao quý tinh tế. Nó tượng trưng cho thân phận và địa vị. Tuy rằng phu nhân sống quen với cuộc sống thấp kém, nhưng từ sau thời khắc phu nhân bước chân vào cung thái tử, không cần phải lưu luyến như trước kia nữa. Doãn phu nhân, hoàng hậu điện hạ còn luôn ăn mặc giản dị, sao ta có thể mặc y phục hoa lệ đến như vậy chứ? Cho nên làm phiền Doãn phu nhân giúp ta tìm một số y phục giản dị đến đây. A Dao,
Tham kiến thái tử phi. Mau đứng lên, tỷ muội với nhau không cần phải đa lễ. A Dao, A Diên có khỏe không? Chiêu Quân có khỏe không? Hôm khác ta nhất định sẽ đến thăm các muội. Được thôi. Nếu tỷ thật to gan, ai cho người để tay của mình lên người thái tử phi? Mau quỳ xuống tạ tội. Doãn phu nhân, bà đừng có hiểu lầm. A Dao là bằng hữu của ta, là ta kêu muội ấy không cần phải quỳ. Thái tử phi không nên có qua lại với các nô tỳ, bọn họ chỉ xứng hầu hạ người. Nhà đầu này có thân phận thấp kém, mỗi lần nhìn thấy người cô ta đều phải quỳ. Đây là quy tắc trong cung đình. Doãn phu nhân, ta kính trọng phu nhân đã ở lâu trong cung, nhưng mà phu nhân không nên tùy tiện sỉ nhục người có địa vị thấp kém hơn mình. Huống hồ gì ta không hy vọng bởi vì bản thân ta thay đổi khiến cho bằng hữu của ta phải buồn. E rằng không thể làm theo ý người được. Người là thái tử phi, càng phải tuân thủ cung đức. Người đâu, dẫn thái tử phi tới gặp hoàng hậu, không thể làm lỡ mất thời gian. Các ngươi còn đợi gì nữa hả? Doãn phu nhân, bây giờ ta đi được rồi, mong bà đừng có làm khó cho bằng hữu của ta. A Dao, thời gian cấp bách, hôm khác chúng ta lại trò chuyện tiếp.